dân chúng biểu tình xô sát với cảnh sát chống biểu tình tại quốc gia Bahrain, tiến từ Manama. Hàng trăm dân chúng biểu tình tại thủ đô Manama hôm thứ Sáu đã xô sát với cảnh sát đặc nhiệm sau khi chính phủ từ chối các yêu cầu từ đoàn người biểu tình. Cảnh sát thủ đô sử dụng vòi rồng và bắn lựu đạn cày nhằm giải tán đoàn biểu tình. Dân chúng đối lập Bahrain liên tục xuống đường đấu tranh, muốn thay đổi nhân sự, điều hành quốc gia và chuyển đổi quốc gia Bahrain sang một thể chế dân chủ thật sự. Gia đình trị thiểu số thuộc sắc tộc Sunni đã gặp nhiều chống đối từ đại đa số dân chúng thuộc sắc tộc Shia. Bộ trưởng Nội vụ Abdullah Al Khalifa thông báo ngăn cấm dân chúng biểu tình đã tạo nên làn sóng phẫn nộ từ dân chúng. Cũng vào thời điểm năm ngoái, chính phủ Bahrain áp dụng đạo luật cấm mọi sự di chuyển từ dân chúng nhằm ngăn chặn làn sóng bạo động với âm mưu lật đổ chính phủ đương nhiệm. Nhà vua Hamad đã tỏ ra nhân nhượng và hòa hoãn ra lệnh cho Bộ trưởng Tư pháp và các nhân sự trong Quốc hội tổ chức các cuộc đàm phán thương lượng tới các phong trào đối lập nhằm tìm một giải pháp đồng thuận chung chấm dứt các cuộc bạo động biểu tình.